Chỉ còn 4 ngày nữa là đến rằm Trung Thu và từ nay đến hôm đó thì sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phá cỗ ngắm trăng được tổ chức ở tại Hà Nội. Tuy nhiên có lẽ là khó có chương trình nào có độ hoành tráng, cầu kỳ và bài bản như Thu Vọng Nguyệt vừa được khai mạc vào tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Dù giá vé không hề rẻ, đắt nhất lên tới gần 3 triệu đồng, thế nhưng điều lạ là người Hà Nội vẫn sẵn sàng móc hầu bao để được tham dự. 3 đêm Thu Vọng Nguyệt sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn, tái hiện nhiều trò chơi dân gian, cũng như các hoạt động làm đèn kéo quân, vẽ mặt nạ giấy bồi, nặn tò he cùng với các nghệ nhân. Tại sự kiện này thì các em nhỏ sẽ được khám phá kỷ lục trứng rồng khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Hàng trăm nghệ nhân khắp Việt Nam cùng tham gia biểu diễn nghệ thuật cắt tỉa và sắp đặt rau củ quả, tái hiện mâm cỗ Trung Thu Hà Nội từ thế kỷ 18, làm bánh Trung Thu truyền thống hay là đùm cốm lá sen cùng với các em nhỏ. Bên cạnh đó, điểm nhấn của sự kiện là những màn trình diễn nghệ thuật đương đại đầy ấn tượng như màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt dòng sông ánh sáng và phần trình diễn áo dài truyền thống của ba nhà thiết kế tên tuổi. Mỗi đêm Thu Vọng Nguyệt chỉ có thể đón tiếp từ 400 đến 500 khách. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên ban tổ chức đã dành phần lớn vé mời cho giới văn nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu văn hóa để nhận được sự đóng góp cho lần tổ chức sau hoàn thiện hơn. Vì thế dù giá vé không hề rẻ, từ 290.000 đến 2.900.000 đồng, song cũng không có để mua.